Hà Vinh xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình của đài AVA TV băng tần 57.7. Ngày hôm nay Lân Trường và Hà Vi đang có mặt tại khu Thương Xá, Phước Lộc Thọ. Và kính thưa quý vị, đến hẹn lại lên thì cứ trước những ngày lễ Tết Nguyên Đán thì ở đây đang diễn ra một hội chợ hoa. Năm nay thì hội chợ hoa tại Thương Xá Phước Lộc Thọ sẽ mở cửa từ ngày 18 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 8 năm 2024, tức là ngày 29 Tết thưa quý vị. Hiện nay thì ở đây cái không khí Tết rất là vui. Kính mời quý vị cùng theo chân Luân Trường và Hà Vi đi vào bên trong để chúng ta cùng khám phá quý vị nha. Năm nay coi có gì đặc biệt không? Và thưa quý vị, khi mà chúng ta đến ngay cái phía trước đầu tiên của khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, quý vị sẽ thấy cửa hàng gạo miền Tây quý vị nha. Đầy đủ các loại gạo ở đây. Đây thưa quý vị, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là gạo miền Tây là một trong những cái loại gạo mà thơm, dẻo nè. Và trong cửa hàng này á, thì cũng có những cái vật phẩm mà mình trang trí cho Tết Nguyên Đán thưa quý vị. Những chiếc quạt rất là dễ thương. Những cái đồ trang trí cho Tết Nguyên Đán như là quý vị thấy không? Vạn sự như ý nè. Đây, vạn sự như ý quý vị nha. Đó, vạn sự như ý. Những chiếc quạt cũng rất là xinh thưa quý vị. Ở đây có những chiếc nón lá nữa. Hà Vi rất là thích những chiếc nón lá như vậy nè quý vị. Chiếc nón lá giống em, giống cô gái miền Tây. Đó, thì và đây là những chú heo. Những chú heo để chúng ta để dành tiền tiết kiệm đó thưa quý vị. Đó, có những chú heo rất là xinh ở đây. Và thưa quý vị, ở đây cũng có những chiếc giỏ rất là dễ thương quý vị nha. Đây, những chiếc giỏ như vậy á, thì mình cũng có thể mua để mình đầu năm đó mình mặc áo dài đó, mình xách những cái chiếc giỏ này rất là xinh nha thưa quý vị. Đây, Hà Vi cũng đang thử đây. Rất là xinh quý vị nhá. Ngày xưa Hà Vi nhớ là mua mấy cái giỏ này là phải đặt ở Việt Nam á. Bây giờ thì tại Hoa Kỳ cũng có những cái chiếc giỏ nhiều cái mẫu mã và size khác nhau. Thưa quý vị, thì ở tại chợ hoa Thương Xá Phước Lộc Thọ năm nay cũng có rất là nhiều những cái chậu hoa kiểng quý vị nhá. Những cái cây kiểng mình mua về mình trưng cho những cái ngày Tết. Và những cái cây bây giờ thì là quý vị thấy là cũng đã có bông nở rồi, rất là đẹp. Và Hà Vi cũng ngạc nhiên là thường ở những cái chợ hoa như vậy là mình có hoa mai, hoa đào, nhưng mà năm nay thì cũng có cả những cái cây mà để mình mua về mình trưng đó thưa quý vị, những cái cây kiểng. Đây, rất là xinh này. Có nụ rồi này. Đó. Khoảng 1-2 tuần nữa là đẹp đó thưa quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, mình đến chợ hoa Phước Lộc Thọ đó thì mình nhớ là mình mua thêm một cái chậu hoa Phước Lộc Thọ quý vị nha. Có màu đỏ, màu hồng đậm nè, rất là đẹp, màu vàng nè. Đó, thì những cái chậu hoa Phước Lộc Thọ như vậy đó thì là giá khoảng từ 50 đồng cho đến 60 đồng một cái chậu hoa này đó thưa quý vị. Đó. Vâng thưa quý vị, Hà Vi đang có mặt tại một cái gian hàng mà có rất là nhiều những cái đồ trang trí cho ngày Tết Nguyên Đán quý vị nha. Đây, những cái hình đầu rồng vàng rất là đẹp, năm nay năm con rồng sẽ mang tới chúng ta một năm mà thịnh vượng và nhiều tài lộc quý vị. Thấy là rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Đây, rồi là chúng ta sẽ thấy là tấn tài tấn lộc này thưa quý vị, tấn tài tấn lộc nè. Rồi là tiền vô như nước nha. Đó. Rồi là sức khỏe dồi dào, đón lộc về nhà, an khang thịnh vượng. Có nhiều cái size để cho các cô chú anh chị chúng ta có thể lựa chọn nè. Nhiều màu sắc rực rỡ. Ở trong này cũng có những cái chữ quý vị nha. Đây, mình cũng có thể lựa chọn những cái chữ này rồi là mình mua về nhà đó, mình trưng lên trong những cái ngày Tết đó. Đó. Vạn sự như ý thưa quý vị. Wow,
Dạ, Hà Vi xin chào sư cô. Dạ. Đây thưa quý vị, là chúng ta thấy rằng là mình vô một cái gian hàng rất là nhiều màu sắc và chúng ta có thể lựa chọn. Vâng thưa quý vị, tại gian hàng của sư cô Như Quang, Hà Vi rất là vui khi gặp sư cô ở đây. Hà Vi xin kính chào cô. Dạ chào Hà Vi. Dạ, và mời sư cô chào quý vị khán giả. Dạ chào quý vị khán giả của đài 57.7. 57.7. Dạ, dạ. Sư cô có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là năm nay đó thì gian hàng của mình là mình có những cái mặt hàng gì và giá cả như thế nào không? Dạ, lời nói đầu tiên là kính chúc quý vị một năm mới được nhiều sức khỏe, thân tâm được an lạc. Yeah. Kính chúc quý đồng hương Phật tử cũng như tất cả mọi vị xem trên đài và chắc cả là trên thế giới luôn phải không? Dạ. Yeah. Dạ. Một năm mới Giáp Thìn được bình an. Dạ. Ở đây là cái gian hàng của cô là sư cô Như Quang ở chùa Phước Quang ở Ga Đình Rô á. Mỗi năm thì cô cũng có ba gian hàng, nhập chung lại là một gian để phục vụ đồ Tết, treo mai, treo lồng đèn. Hình như nhiều quá, rất là nhiều. Mặt hàng thì nó cũng rất là đẹp, đầy đủ hết để cho quý đồng hương Phật tử về để đây ủng hộ. Trước là trợ duyên cho chùa, cho mấy sư cô và sau nữa về cho nhà mình, cho một năm mới được đẹp đẽ rồi giảng sự được cái gì cũng được mới mẻ như năm Giáp Thìn như rồng lên mây. Tuyệt vời quá, quý vị nhớ nha, mình đi ra thương xá Phước Lộc Thọ chợ hoa đó, nhớ vào ủng hộ cho cửa hàng của sư cô Như Quang ở đây, rất là nhiều mẫu mã trang trí cho chúng ta một cái năm mới đem sức khỏe, đem những cái may mắn và một cái năm mà thành công thưa quý vị. Và đồng thời chúng ta cũng ủng hộ cho bên chùa của sư cô. Yeah, chùa Phước Quang. Chùa Phước Quang thưa quý vị. Yeah. Vì cảm ơn sư cô đã chia sẻ và chúc cho sư cô có thật nhiều sức khỏe và cũng như là luôn được bình an trong cuộc sống. Cũng như là Phật cô cảm ơn Hà Vi phải không? Yeah. Và cảm ơn quý vị, tất cả quý vị Phật tử khắp mọi nơi đang xem đài. Yeah. Và chúc một mùa Tết được nhiều sức khỏe là vàng. Yeah. Thân tâm được an lạc, dẫn sự kiết tường như ý, gia đình được hạnh phúc. A Di Đà Phật, xin trở lời chào tất cả A Di Đà Phật. Và thưa quý vị, Tết Nguyên Đán thì chắc chắn là trên bàn thờ nhà ai cũng sẽ có một cái mâm ngũ quả. Thì tại đây là gian hàng có đầy đủ những cái trái cây đó thưa quý vị, rất là tươi quý vị nha. Cầu, rồi là mãng cầu cũng có nè, rồi là trái xoài nè, rồi cầu vừa đủ xoài. Đầy đủ hết thưa quý vị. Đây, trái cây tươi mà xanh mà mình có thể trưng trong những cái ngày trước Tết hoặc là sau Tết qua những cái mùng á, thì quý vị có thể đến cái gian hàng tại khu thương xá Phước Lộc Thọ. Vâng thưa quý vị, nói đến Tết là mình phải có gì? Hoa mai, hoa đào. Đây, ở đây thì có rất là nhiều màu sắc quý vị nha. Mình có thể đến khu thương xá Phước Lộc Thọ ngay tại chợ hoa. Hiện nay thì quý vị thấy rằng là những cái bông hoa bắt đầu nụ đã chúng chím nhở rồi. Và mỗi một ngày đó thì cái chị bán hàng ở đây, chị nói rằng là sẽ nở một chút đó. Rồi cho đến cái ngày Tết là sẽ nở hẳn luôn ra thưa quý vị. Ở đây thì quý vị thấy là hiện nay có cả màu đỏ nè, màu vàng rất là đẹp đó. Và ở đây thì họ bán cái giá cũng tương đối là ok thưa quý vị, như là một cái bình hoa này là khoảng 10 nhánh nha, thì họ bán là 70 đồng cho 10 cái nhánh hoa. Và kính thưa quý vị, Tết thì không thể thiếu bao lì xì. Hà Vi rất là thích được nhận bao lì xì thưa quý vị. Và Hà Vi nghĩ rằng là tất cả những các em bé đó cũng đều thích nhận được bao lì xì. Hay là người lớn thì họ cũng thích được mừng tuổi. Thì ở cửa hàng này họ bán rất là nhiều những cái mẫu mã, những cái bao lì xì quý vị nha. Và hiện nay là mình bán chỉ có $1 cho một cái bịch này, một cái bao này. Đây, một cái này thì một cái bịch này bao nhiêu bao lì xì em? Là bao nhiêu cái bên trong? À, 1 đồng thì có 6 cái bao lì xì ở bên trong quý vị nhá. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua 5 thì sẽ được free một bao thưa quý vị. Đó. Thì quý vị có thể đến chợ hoa Phước Lộc Thọ để chúng ta chọn những cái bao lì xì để đem những cái may mắn cho những cái người thân của chúng ta.
Và thưa quý vị, Hà Vy gặp chị Tuyết ở đây thì nhờ chị giới thiệu cho Hà Vy với lại quý vị khán thính giả xem là cửa hàng mình có những cái mẫu hoa gì thưa chị. Dạ, cửa hàng em có hoa đào, hoa mai, về hoa cúc, hoa sống đời. Dạ, cái này 6 đồng đó anh. Đó, chỉ có 6 đồng cho một cái chậu bông cúc. Chậu bông cúc rất là đẹp nha. Cái này 12 đồng đó anh. Nếu mà nhiều bông hơn một chút thì là 12 đồng cho quý vị. Đó. Cho 7 bông anh. Cho 7 bông lận nha. Thì thì năm nay thì mình buôn bán có được không thưa chị? Dạ được chị. Tốt quá. Thì quý vị cũng thấy là mấy hôm nay thì trời Cali rất là nắng ấm. Đó, và ở đây cũng có hoa lan rất là nhiều nha quý vị. Những cái chậu hoa lan này đẹp quá. Nụ nhiều thưa quý vị, nên là mình có thể ra đây lựa chọn. Dạ chị cứ vô coi đi Hoa hoa lan như vậy thì trung bình một cái bình này là bao nhiêu chị? Dạ 50 có, 100 mấy có, 200 có. Dạ. Nó nhiều giá lắm. Nó nhiều giá lắm. Nhưng mà quý vị có thể lựa chọn là đúng như rồi. Mình muốn cái nhiều mặt lớn hay nhỏ. Dạ. Dạ đúng rồi. Đó thì thưa quý vị, ở gian hàng này là Hà Vy thấy có rất là nhiều các mẫu mã về hoa này, rồi là đủ các loại hoa luôn. Và năm nay thì chị cũng nói rằng là bán rất là tốt. Thì các cô chú anh chị đó, mình đang tìm kiếm những cái loại hoa lan, hoa đào, hoa mai, mình tới cửa hàng này quý vị nha. Và thưa quý vị, ở đây thì Hà Vy gặp rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta trong những cái bộ áo dài đi sắm đồ Tết. Em xin chào chị. Dạ chào chị. Dạ em là Hà Vy, em ở bên đài 57.7. Còn chị tên gì? Mình tên Vân. Chị Vân, chị ở thành phố nào? Thành phố Anaheim, Cali. Chị ở thành phố Anaheim. Thì chị Vân ơi, hôm nay mình tới đây mình mua sắm gì đây? Mình cũng đi sắm hoa mai, hoa mai với lại hoa này là hoa gì đây nè. Những cái bông rất là nhiều màu sắc rồi, ha. Chị thấy không khí Tết năm nay thế nào? Nói chung là không khí Tết ở Cali mình rất là đông vui. Nhộn nhịp tại vì các bang cũng đổ về đó. Ở đây mình cũng có những ngày nghỉ ốp, sơ ốp của mình thì mình ra đây mình đi mua. Vậy thì chị thường xuyên đi chợ hoa Tết mỗi năm hay không? Có, hình như là hầu như là tối nào đi làm về cũng ghé đây mới về tới nhà. Wow, tối nào chị cũng tối nào đi về cũng ghé đây, từ hôm về tạo Tết ra thì hầu như là tối trên đường mới lái về. Thì lái xe cả tiếng hồ mới đi làm tới nơi. Thì lái về tới đây xong rồi cũng phải lòng vòng xong mới đi về tới nhà. Thì khi mà mình đi làm về đó, mình có khoảng 3 tuần lễ thì mình cảm thấy cái không khí Tết thì mình rất là nhớ ở quê Việt Nam mình không? Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi. Rất là nhớ. Tại vì Việt Nam mình ở bên đó là cũng đã 42 năm. Qua Mỹ hôm nay cũng 7 năm. Thành ra nói chung là Tết Việt Nam hay Tết Mỹ gì cũng vui, nhưng mà mỗi cái vùng quê hương thì có một vui khác nhau. Cảm ơn những chia sẻ của chị Vân. Và mời chị gửi lời chào quý vị khán giả và chúc Tết. Happy New Year cả nhà Cali và cả nước Mỹ nha. Cảm ơn chị Vân, chúc chị một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Happy New Year chị nha. Cảm ơn chị. Lên được sức khỏe. Và thưa quý vị, Hà Vy đang có mặt tại gian hàng có những trang phục áo dài rất là nhiều màu sắc và cho trẻ em cũng như là cho người lớn. Quý vị thấy rằng là thường vào trong những cái dịp lễ Tết Nguyên Đán là người Việt Nam của chúng ta hay mặc những cái bộ áo dài đủ màu sắc, đủ kiểu, và chúng ta ra khu thư sáo Phúc Lộc Thọ để chúng ta cảm thấy cái không khí Tết đang đến gần. Thì nếu như mà quý vị đang tìm kiếm những cái bộ áo dài cho con cháu của mình, trẻ em thì ở đây cũng có đủ các loại size, đủ các loại màu quý vị nha. Đây cho có cả cho nam giới những cái màu xanh rất là đặc biệt. Năm nay là năm Giáp Thìn nên là có hình biểu tượng con rồng vàng ở trên chiếc áo dài của cho cái người phái nam thưa quý vị. Rất là đẹp quý vị nhé. Thưa quý vị, tại chợ hoa thương xá Phúc Lộc Thọ cũng có những cái gian hàng bán đồ khô, thực phẩm ăn uống quý vị nha. Ở đây Hà Vy thấy là có mứt chùm ruột thưa quý vị. Đây, cũng có luôn. Rồi là có gì đây? Có tôm khô quý vị nha. Tôm khô nè. Đó, ai mà muốn nấu canh á, mình có tôm khô nè. Rồi là có xoài sấy dẻo, có củ kiệu. Thưa quý vị, ở đây cũng có củ kiệu quý vị nha, 25 đồng cho một cái hộp củ kiệu ngâm. Đó. Rồi là có gì đây? Có các loại cá khô nè. Cái này là cá gì đây? Cá khô, cá sặc thưa quý vị. Đây. Đấy, cái này mà chiên lên ăn với cơm là bá cháy luôn đó thưa quý vị. Thưa quý vị, khi mà Hà Vy đến khu thương xá Phước Lộc Thọ thì Hà Vy lại gặp cô Nga Đẹp và bác Đoàn Tuyết ở đây.
hai người là trong những cái mạnh thường quân trong nhóm tình thương của đài AVA TV. Con xin kính chào bác. Dạ, chào cô Hòa Vi. Dạ, chào đẹp Hòa Vi. Hello. Dạ, hôm nay Tết tôi đi hội chợ Tết ở bên Mỹ mà tôi vẫn phải nhớ về quê hương tôi là ở ngoài Việt, ở Việt Nam, ở Hải Phòng, quê hương tôi ở Hải Phòng. Thành ra tôi ngày Tết tôi phải càng nhớ quê hương nhiều lắm, mà nhất là nhớ mấy ông Trương Phê Bình. Thì bác đi ra ngoài này mình thấy nó có cái không khí Tết. Và mình ở miền Nam á, thì miền Nam Cali thưa quý vị, là mình thấy là nó ấm, nó nắng ấm, nó không có lạnh. Và mình may mắn khi mà nhà mình gần đây thì mình được ra ngoài này thường xuyên. Cô Nga đi mấy lần rồi. Cô Nga thấy không khí thế nào? Không hiểu tại sao mà gần Tết đó thì thời tiết á nó đẹp giống như là ở Sài Gòn hồi xưa vậy đó. Nó mặc áo không cần áo lạnh luôn mà rất là ấm áp, mà mát mẻ giống như là mùa xuân đang đến tới đi đô Sài Gòn. Cho nên mình rất là may mắn. Và cái không khí cành mai nè, rồi mai lan cúc trúc, rồi bánh chưng, rồi mứt đầy hết. Rồi dẫn mẹ đi chơi, ai cũng khen mẹ đẹp hết trơn á, thích quá. Mặc dù ở đây đang ăn Tết Việt Nam mà tôi vẫn Tết ở Mỹ mà tôi vẫn nhớ Tết Việt Nam lắm. Mình được mặc những cái bộ áo dài trong những cái dịp lễ Tết Nguyên Đán, phải không ạ? Quý vị thấy bác Đoàn Tuyết mặc cái màu đỏ rất là đẹp, rất là sang quý vị nha. Mẹ đó, mẹ thích cái sâu chuỗi này, mẹ nói chứ phải đeo cho mẹ cái sâu chuỗi này nè, mẹ thích. Vâng, thì thưa bác, trước thềm Tết Nguyên Đán thì bác có lời chúc gì đến quý vị khán thính giả không? Dạ, khán thính giả hả? Tôi chúc Tết tất cả mọi người, từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, đầu năm mới phát tài thịnh vượng. Từ đầu năm chứ cuối nửa năm chứ giữa đều là hạnh thông hết, đều là tiền vô như nước sông gì, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ nhọt như cà phê phin. Hay quá Cảm ơn bác Đoàn Tuyết và cô Nga. Cô Nga có lời gì chúc Tết không? Nga xin chúc người đẹp Hà Vi và Luân Trường cùng tất cả các quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Cảm ơn mới. Cảm ơn mẹ con cô Nga và bác Đoàn Tuyết. Đây mẹ có bao lì xì nữa nè. Bao lì xì để Hà Vi chúc Tết trước nha. Mẹ cầm mẹ đưa cho Hà Vi. Tấn tài gì? Tấn lộc vô biên. Hà Vi xin chúc bác có thật nhiều sức khỏe. Một năm mới an khang thịnh vượng. Mẹ chúc Hà Vi sao? Tiền vô tiền tài lộc vô biên, tài lộc vô biên cho quý vị. Hà Vi hôm nay may mắn được bác Đoàn Tuyết lì xì cho Hà Vi. Con cảm ơn bác. Cảm ơn tài lộc vô biên. Kính thưa quý khán thính giả của đài AVA 577, hôm nay đoàn phóng sự truyền hình Tết của đài AVA 577 đến khu vực Phúc Lộc Thọ để tường trình trực tiếp những ngày lễ hội của ngày Tết. Nơi đây chúng ta thấy xung quanh chúng ta thấy có những tà áo dài và những khuôn mặt rất là hớn hở. Kính thưa quý khán thính giả, tôi thật sự ngạc nhiên, tôi gặp những người khách quý ở đây thì tôi không biết tên họ, tôi cũng không có biết những người khách quý này từ đâu ra. Đầu tiên tôi xin hỏi thăm chị từ đâu đến ạ? Xin lỗi, chị tên gì ạ? Chị Diane, chỗ này chị mặc cái áo dài quốc phục rất là đẹp và tân thời. Chị có cảm nghĩ gì trong 3 ngày Tết khi chị thăm viếng Phúc Lộc Thọ này? Thì với lại là gặp gỡ bạn bè là một cái làm cảm ơn chị đại diện cho đài AVA 7.7 chúc Tết cho chị và gia đình. Kế bên tôi có một người phụ nữ mặc áo dài rất là duyên dáng đẹp, và kế bên chị là một người đàn ông rất là đẹp trai. Tôi nghĩ đây là người nhà của chị, có phải không? Chúc mừng sự hạnh phúc của đôi quyên ương. Nhìn chung ai cũng biết đây là một cái nice couple rất là đẹp. Trong không khí vui xuân của ngày Tết, tôi biết tâm trạng chị đã hạnh phúc.
thì với không khí vui xuân như thế này, chị có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Dạ, đúng rồi, đây là phong tục của Việt Nam của chúng ta. Mỗi năm vợ chồng em cũng ra Phước Lộc Thọ để mình may mắn là ở được Cali, ra Phước Lộc Thọ để ủng hộ. Em rất là vui. Cảm ơn chị nhà thật là nhiều. Phía bên tay trái tôi thì có hai tảo dài với những nhánh bông mai, thì chắc chắn đây là không khí Tết. Đầu tiên muốn hỏi một cô gái đẹp mỹ miều với nhành hoa mai, em có cảm tưởng gì và có những ý nghĩ gì khi em đi đến hội chợ Tết ở Phước Lộc Thọ, khu Little Sài Gòn không em? Em rất là vui được đi đến ở California and in Orange County, có thể được đi ở Phước Lộc Thọ. Không khí ở đây cũng giống như là không khí ở Việt Nam. Em không có thể nằm ở Việt Nam được, nhưng mà khi tới đây em cảm thấy em đang ở Việt Nam. Em rất là rất là vui khi đón giao thừa, đón Tết năm con rồng ở đây. Thật là hân hạnh bữa nay được phỏng vấn những người phụ nữ trong những tà áo duyên dáng, đặc biệt là ở nơi em, anh thấy tất cả những vẻ đẹp mỹ miều của người con gái thể hiện qua tà áo dài và những nhánh bông mai. Thì trong mùa xuân này, anh cũng chúc cho em được vui vẻ tươi trẻ mãi. Kế bên tôi là một người có một tà áo dài, có một nhánh bông ở trên tà áo. Thưa chị, chị tên gì và chị đến từ đâu? Dạ, em tên là Ngọc Lan, em thì ở ngay Fountain Valley. Cũng mới về đây và năm đầu tiên này là em có ra Phước Lộc Thọ để nhớ gợi nhớ lại những cái kỷ niệm về chợ hoa ngày Tết, cũng như là rủ chị em bạn bè trùng trong nhóm mà thường xuyên là đi bộ hay là leo núi ở gần xung quanh đây. Thứ nhất là để ủng hộ các gian hàng ở đây mua sắm, và thứ hai nữa là cũng muốn gợi lại những cái không khí Tết mà xa quê đó. Nhiều khi ở đây nói chung là cũng rất là đầy đủ, cảm thấy rất là ấm áp khi mà mỗi mùa độ xuân về. Dạ, cảm ơn anh. Thật vậy, thưa quý khán giả của Đài VN 7, chúng tôi là những người Việt sống xa quê hương. Chúng tôi lúc nào cũng canh cánh nhớ về quê hương. Thân phận, nói đến thân phận không phải là thân phận, nhưng mà mỗi người có một hoàn cảnh, vì chúng tôi không thể sống ở trong đất nước được. Chúng tôi định cư ở xứ Hoa Kỳ, đặc biệt với vùng nước Sài Gòn này là một cái vùng và cái vùng có đông nhất những người tị nạn. Chúng tôi đến đây, chúng tôi cũng được hưởng xuân và chúng tôi có bánh chưng bánh tét đầy đủ và bông hoa đầy đủ giống như ở. Thậm chí là chúng tôi ở đây trong những năm qua và suốt mấy chục năm qua, chúng tôi được đốt pháo và vui mừng. Trong khi ở trong các nước đã hòa bình rồi mà không có một tiếng pháo. Xin gửi những lời chúc thân thương, an khang thịnh vượng hết tất cả các đồng bào của mình ở trong đất nước. Xin kính chào. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm. Thưa quý vị, thì Hà Vi với chú Thế đang có mặt tại cái khu mà cửa chính của khu thương xá Phước Lộc Thọ. Ở đây chúng ta sẽ thấy ba chữ là Phước Lộc Thọ. Thì thường là rất là nhiều những người đồng hương của chúng ta, người Việt Nam ở những cái tiểu bang xa, khi mà họ qua khu thương xá Phước Lộc Thọ thì chắc chắn là họ phải chụp một cái tấm hình ở đây, phải không chú? Chắc chắn. Dạ. Ở bên này thì cũng có những cái gian hàng, thưa quý vị. Đây là có những chiếc lồng đèn rất là đẹp, nhiều màu sắc. Thì chúng ta cũng có thể mua những chiếc lồng đèn này để về mình trang trí trước cái lễ Tết Nguyên Đán, thưa quý vị. Thưa quý khán thính giả của đài AVA 577, đoàn phóng sự cộng đồng do camera men Luân Trường đang đi dạo xung quanh khu vực Phúc Lộc Thọ. Trước mặt chúng tôi, chúng ta thấy có những nhành hoa mai ở trong Tết Nguyên Đán cổ truyền của nước Việt Nam mình, thì lúc nào cũng không có thể nào mà thiếu những cành hoa mai. Trước mặt chúng tôi, chúng thấy có những nhành hoa mai. Mặc dầu chúng tôi sống xa nước Việt Nam nửa vòng trái đất, mà ở nơi đây chúng tôi cũng không có thiếu bất cứ cái gì: hoa mai, bánh tét, bánh chưng và những tảo dài mỹ miều của Việt Nam duyên dáng. Nơi đâu chúng ta cũng bắt gặp nơi đây. Nơi đây cũng giống như là một thành phố của Việt Nam. Đây cũng có pháo ha. Đó. Có những cái gian hàng mình bắn pháo.
rất là nhiều những cái gian hàng bán hoa mai, hoa đào ở đây. Và bên phía bên này thì thưa quý vị là những cái chương trình ca nhạc sẽ được tổ chức ở đây, hát cho nhau nghe cũng có, và có những cái người ca sĩ họ cũng đến đây để phục vụ về buổi tối thưa quý vị. Mà thường buổi tối thì Hà Vy thấy có rất là nhiều người là họ nhảy ở đây này, ân cổ họ nhảy vòng quanh này. Nơi đây là một cái sân khấu chính của khu Phúc Lộc Thọ. Nơi đây tất cả những tài năng, những người thích ca nhạc thường đến đây để trình bày những bài hát người ta ưa thích, và có những người thích nhảy đầm và thích vui xuân có thể cùng nhau du dương qua những cái điệu nhảy, bước nhảy với những cái bản nhạc mà những người ca sĩ đến đây tự nguyện hát để giúp vui cho đồng bào. Thưa quý vị, năm nay là năm Giáp Thìn nên là chúng ta thấy là biểu tượng con rồng vàng rất là to ở tại khu chợ hoa Thường Xá Phước Lộc Thọ, phải không chú? Đúng, người ta nói rằng cuộc đời chúng ta vui tươi, hạnh phúc giống như là rồng bay phượng múa. Năm nay là năm Giáp Thìn, một năm hy vọng rằng có nhiều thắng lợi mới, và chúc tất cả đồng bào mình, những khán thính giả của đài ABA cũng được nhiều thắng lợi. Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì chú Thế Nguyễn và Hà Vy đã cùng quý vị khán giả đi tham quan tại chợ hoa Thường Xá Phước Lộc Thọ, và chúng ta cùng cảm nhận không khí Tết Nguyên Đán đang tràn về. Thì trước khi kết thúc chương trình, Hà Vy mời chú Thế gửi lời chào quý vị khán giả. Cảm ơn Hà Vy. Kính thưa quý khán thính giả của đài ABA 577, vừa rồi đoàn phóng sự cộng đồng của MC Hà Vy và camera Luân Trường và cá nhân tôi Thế Nguyễn đã đi vòng quanh khu vực Tết, hội chợ Tết của khu Phúc Lộc Thọ, của khu vực Lý Tự Sài Gòn. Chúng tôi đã giới thiệu rất là nhiều gian hàng và gặp gỡ được rất là nhiều người xung quanh đây, gửi những lời chúc Tết đến cho tất cả quý khán thính giả của đài ABA. Thưa quý khán thính giả của đài ABA 7.7, nhân đây tôi xin kính chúc hết tất cả quý vị một năm mới thật an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Và một lần nữa tôi xin chúc Tết tất cả mọi người.